Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 4, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh. Xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy đã đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình sản xuất chăn nuôi để khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương. Học sinh tốt nghiệp lớp 9 có quyền đăng ký thẳng hệ đào tạo cao đẳng thay vì phải học qua trình độ trung cấp, được xem như một giải pháp đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau bậc trung học cơ sở, giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho cả người học và gia đình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại huyện ủy Nam Đông, tỉnh ủy đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ. Chủ trì lễ công bố có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ. Theo đó, điều động bà Lê Thị Thu Hương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông nhiệm kỳ 2020-2025 để nhận công tác tại Ban Tổ chức tỉnh ủy, bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng ban kể từ ngày 4 tháng 4 năm 2022. Điều động bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để nhận công tác tại Huyện ủy Nam Đông, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 4 tháng 4 năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp trong quá trình công tác của cả hai đồng chí được điều động và bổ nhiệm lần này. Đồng thời khẳng định công tác luân chuyển, điều động cán bộ là việc làm thường xuyên của Đảng, qua đó giúp cán bộ đảng viên trải qua nhiều cương vị công tác, trau dồi thêm bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó, và mong muốn trên cương vị mới, đồng chí cần phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển toàn diện bền vững, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Cũng trong sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh. Tham dự và chủ trì lễ công bố có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Hoàng Hải Minh, Phan Quý Phương và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Chân Đông đã công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, điều động ông Trần Hữu Thùy Giang, Giám đốc Sở Du lịch để nhận công tác tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kể từ ngày 4 tháng 4 năm 2022 đến ngày 3 tháng 4 năm 2027. Điều động ông Hoàng Phước Nhật, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để nhận công tác tại Sở Du lịch và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Du lịch kể từ ngày 4 tháng 4 năm 2022 đến ngày 3 tháng 4 năm 2027. Điều động ông Lê Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng để nhận công tác tại Sở Giao thông Vận tải và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kể từ ngày 4 tháng 4 năm 2022 đến ngày 3 tháng 4 năm 2027. Điều động ông Trương Văn Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để nhận công tác tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh từ ngày 4 tháng 4 năm 2022 đến ngày 3 tháng 4 năm 2027. Phát biểu tại buổi lễ, bên cạnh gửi lời chúc mừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị trên cương vị mới, các cá nhân được điều động bổ nhiệm đợt này tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy kinh nghiệm trong quá trình công tác để tiếp cận công việc mới, tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo điều hành, giữ vững nguyên tắc kỷ luật kỷ cương hành chính, hành động quyết liệt, đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thiết thực xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển toàn diện bền vững. Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt cho các cán bộ vừa được bổ nhiệm, ông Trần Hữu Thùy Giang cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của lãnh đạo tỉnh và hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm công tác tại cơ sở, cùng tập thể cán bộ, công chức, người lao động, đơn vị, đoàn kết, phát huy tinh thần, trí tuệ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chuyển sang những tin tức khác, theo thông báo của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 đạt 41,7 nghìn lượt người, tăng 41,4% so với tháng trước và gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung quý một năm nay, khách quốc tế đến nước ta ước đạt gần 91 nghìn lượt người, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành trong quý 1 đều tăng do Việt Nam bắt đầu mở cửa du lịch. Trước đó, từ ngày 15 tháng 3, hoạt động du lịch đã được mở lại toàn bộ cả du lịch quốc tế và nội địa thông qua đường hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, áp dụng với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, khách du lịch ra nước ngoài và khách du lịch nội địa. Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước.
Nhằm hỗ trợ ngành sản xuất ô tô trong nước, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho ô tô nội. Cụ thể, Bộ này đề xuất gia hạn thời gian nộp đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2022 đối với ô tô nội. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2022, chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2022. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân và dự thảo thông tư quy định quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Trước đó, dự thảo thông tư đã hai lần xin ý kiến các bộ, ủy ban nhân dân các địa phương và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân với khoảng 1.700 ý kiến góp ý bằng văn bản. Đối với quy định tiếp nhận quản lý sử dụng kinh phí đối với lễ hội do cơ quan nhà nước tổ chức và tiếp nhận tiền công đức tài trợ cho di tích, dự thảo quy định mở tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận quản lý sử dụng kinh phí cho hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử để đảm bảo tách bạch công khai. Giai đoạn 2021-2025, hàng loạt dự án, công trình, nhất là hạ tầng giao thông trọng điểm đang triển khai ở địa phương có nhu cầu về nguồn đất san lấp khá lớn. Vấn đề được ban ngành chức năng địa phương quan tâm, dự báo và đã tính đến khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, quy hoạch, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai cấp phép thăm dò khai thác đất làm vật liệu san lấp theo quy định pháp luật khoáng sản và quy định liên quan với hai phương thức, đấu giá quyền khai thác khoáng sản và cấp phép theo phương thức lựa chọn tổ chức cá nhân để cấp phép đáp ứng nhu cầu cung ứng cho các dự án, công trình xây dựng đang triển khai tại địa phương. Theo quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, có 40 vị trí quy hoạch đất làm vật liệu san lấp với tổng diện tích 805 ha và tổng trữ lượng tài nguyên dự báo khoảng 58 triệu mét khối. Để đảm bảo nhu cầu đất làm vật liệu san lấp phục vụ cho các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, cũng như theo tinh thần cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án cao tốc, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành rà soát nhu cầu đất làm vật liệu san lấp. Trên cơ sở đó đã tham mưu và được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 với 9 khu vực nằm trên địa bàn các huyện, thị xã để đấu giá khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, chủ yếu là các mỏ đất làm vật liệu san lấp. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản theo thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn tới. Để ngành nông nghiệp phát triển mạnh hơn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, đòi hỏi huyện A Lưới cần tái cơ cấu ngành nông nghiệp với những giải pháp phù hợp. Những năm qua, ngành nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng và chủ yếu trong cơ cấu phát triển kinh tế của huyện A Lưới. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp hiện nay ở huyện còn manh mún, nhỏ lẻ, sức cạnh tranh hàng hóa nông sản lợi thế chưa cao, chưa khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương. Việc xây dựng đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp của huyện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, khắc phục tình trạng sản xuất quy mô nhỏ lẻ, manh mún, thiếu ổn định và dễ bị tổn thương do thiên tai, dịch bệnh được huyện vùng cao đặc biệt quan tâm. Với mục tiêu xây dựng và phát triển ngành nông nghiệp huyện A Lưới theo hướng toàn diện, bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Từ nay đến năm 2025, huyện A Lưới sẽ duy trì diện tích gieo cấy lúa nước ổn định 1.085 ha một năm, năng suất lúa bình quân đạt 60 tạ một ha, tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận đạt trên 90% diện tích, đồng thời ổn định diện tích cây ngô, sắn, cao su, phát triển cây chuối với diện tích 440 ha, trong đó trồng mới 200 ha, nâng cao chất lượng, mẫu mã, tiến tới khẳng định thương hiệu sản phẩm, quy hoạch vùng trồng chuối hàng hóa, phát triển diện tích cây ăn quả. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có diện tích đất rừng lớn, lợi thế vùng gò đồi, trong những năm qua, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy đã đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình sản xuất chăn nuôi để khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương. Qua thực tế cho thấy, nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Với diện tích đất rừng khá lớn, trong thời gian qua, người dân xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy đã phát triển kinh tế rừng, trồng cây công nghiệp, đặc biệt là cây keo, mang lại nguồn thu nhập khá ổn định. Cùng với đó là việc hình thành hợp tác xã rừng gỗ lớn đã thu hút được sự tham gia của các gia đình, vừa đảm bảo môi trường bền vững, vừa tăng thu nhập từ đầu ra ổn định. Tuy nhiên, không chỉ độc canh cây công nghiệp mà chính quyền đã định hướng phát triển đồng bộ các mô hình chăn nuôi, sản xuất với việc hình thành hợp tác xã chăn nuôi gia súc gia cầm, tạo nên sự đa dạng trong sản xuất chăn nuôi ở địa phương này. Mặt trận xã cũng mong muốn là hết sức
để tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ mà khó khăn đột xuất có cái điều kiện để mà vươn lên phát triển kinh tế. Đó, thì mặt trận xã tới đây sẽ nghiên cứu thêm để có cái ban hành cái quy chế để mà hỗ trợ cho bà con nó đáp ứng được cái yêu cầu hiện tại như thời buổi hiện tại. Từ dự án đầu tư chăn nuôi bò sinh sản, bảo toàn đồng vốn để quay vòng giúp cho các hộ nghèo trên địa bàn xã có điều kiện chăn nuôi, xóa đói giảm nghèo. Trong đợt đầu tư đầu tiên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hương Thủy hỗ trợ số tiền 28 triệu đồng mua 7 con bò giống cấp cho 7 hộ nghèo. Sau thời gian 4 năm, những con bê đầu tiên ra đời. Nhận thấy đây là mô hình có hiệu quả, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tiếp tục đầu tư mua bò giống thêm 2 đợt để hỗ trợ cho người nghèo, nâng tổng số hộ được hỗ trợ lên 22 hộ. Bên cạnh chăn nuôi bò là các mô hình chăn nuôi heo, gà, vịt và trồng cây cỏ muối, phát triển đa dạng các loại hình cây con để tạo nguồn thu nhập ổn định và phù hợp với điều kiện kinh tế mỗi hộ gia đình. Tại địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Sơn chủ trương tập trung hỗ trợ cho những hộ nghèo do thiếu việc làm, người già, người khuyết tật. Mặt khác, xã chủ động phối hợp với hội nông dân tạo điều kiện cho người dân tham gia các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi. Sau thời gian triển khai, đến nay các hộ gia đình đã có thu nhập ổn định và họ còn tìm tòi học hỏi nhiều mô hình như nuôi dế, nuôi ba ba. Cũng được là mình, Ủy ban Mặt trận của xã đã quan tâm là cho con bò giống để nuôi. Thì từ đó tới giờ thì bên gia đình em cũng là gây lên được 9 con. Cho nên là cũng nói chung là đây cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình. Thật sự bọn em làm đi làm bình thường, lao động bình thường thì cũng không đủ để trang trải. Thì nói chung là đây là cái nguồn thu nhập chính, chứ mọi cái vấn đề trong gia đình và chuyện lớn nhỏ chuyện nhỏ thì cũng phải nhờ dựa vào nguồn thu nhập từ bò mảnh bò. MC thì lại có thuận lợi hơn của bên mình nhiều cái. Thứ nhất là hàng giá cả hàng có nhích lên một chút và đầu ra thì hàng vẫn ổn định. Không bên cái đại sĩ thì nói chung là không có nhiều cái hay, rừng thì không được đốt đấy, nói chung là khẳng được đốt là hằng như kiểu một cái rạc, những cái rạc thải là xấu nó thổi đi là như kiểu một lửa phấn cho mình đó. Nên mô hình như thấy hay thì mình phải tham gia. Phú Sơn cũng đang triển khai xây dựng nhãn hiệu gà đồi Phú Sơn, đăng ký dự án xây dựng mô hình chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học để phòng chống dịch bệnh gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Việc phát triển và nhân rộng các mô hình sinh kế phù hợp, hiệu quả cao đã giúp nhiều hộ dân tại xã Phú Sơn thoát nghèo, vươn lên làm giàu, ổn định đời sống. Hiện nay toàn xã Phú Sơn chỉ còn 15 trên 489 hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, chiếm tỷ lệ hơn 3% số hộ cận nghèo là 48 trên 489 hộ, chiếm tỷ lệ 9,8%. Phần cuối chương trình thời sự trưa nay là những thông tin khác. Kể từ năm 2020, học sinh tốt nghiệp lớp 9 có quyền đăng ký thẳng hệ đào tạo cao đẳng thay vì phải học qua trình độ trung cấp. Chương trình đào tạo hệ chính công này được xem như là một giải pháp đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau bậc trung học cơ sở, giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho cả người học và gia đình, đồng thời giải quyết được bài toán thiếu hụt lao động có tay nghề cho xã hội. Sáng học văn hóa, chiều xuống xưởng thực hành nghề. Việc đào tạo song hành đã giúp các em học sinh theo học mô hình chính công này rút ngắn được thời gian học và có nhiều cơ hội việc làm ngay sau khi ra trường. Sáng thì bọn em học văn hóa, buổi chiều thì tầm khoảng 1 giờ có mặt trên trường để học nghề. Khi các em ra trường, các em cầm trên tay là 2 bằng, một cái bằng phổ thông và một cái bằng trung cấp nghề. Các em bằng nghề các em đi vào doanh nghiệp. Thứ hai nữa là các em có thể học liên thông lên cao đẳng hoặc đại học. Những năm gần đây, số lượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở chuyển sang học nghề ngày càng tăng. Đặc biệt, chính sách miễn học phí học nghề đã giúp nhiều em có hoàn cảnh khó khăn hay ở khu vực nông thôn có thể tiếp tục theo học lên cao hơn. Trong đây, khi mình đi học 3 năm thì mình sẽ có 2 bằng, thì nó sẽ rút ngắn thời gian và sau này mình sẽ đi làm nó thuận tiện hơn. Bởi vì có nghề trong tay thì mình đi đâu cũng sống được. Với những em theo học chương trình này, khối lượng học văn hóa được lược bớt các môn không quan trọng, giúp các em vừa tập trung vào kiến thức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa đủ thời gian để thực hành nghề mình yêu thích. Tại vì bên trường em là có cả hệ song song, thì cả văn hóa và bên nghề, cho các con là vừa học ở bên văn hóa nhàn, tức là lượng kiến thức nó sẽ ít hơn là cho các con là có sức khỏe và tinh thần là học cả bên nghề nữa.
Thống kê trong 15 năm qua, trung bình mỗi năm có khoảng 480.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở không vào học các trường trung học phổ thông. Trong đó, khoảng 100.000 em vào học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên và chỉ dưới 90.000 em vào học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Số còn lại hoặc tham gia lao động phổ thông hoặc không làm gì. Việc khơi thông mô hình đào tạo nghề chính công được xem là chìa khóa để giải quyết tình trạng lãng phí nguồn nhân lực. Trong quá trình học tập, các em cũng được tiếp cận với doanh nghiệp, thì cái định hướng giáo dục nghề nghiệp cũng như là tham gia học tập với cái đối tượng giáo dục nghề nghiệp hệ chính cộng thì các em có được cái thời gian lao động và giúp cho cái nguồn lực lao động của tỉnh cũng như của các doanh nghiệp sử dụng các em ở cái độ tuổi vàng được tốt nhất. Trong 3 năm gần đây thì cứ năm sau thì cái chất lượng đầu vào lại tốt hơn năm trước, vì có rất nhiều các em mà có học lực khá nhưng các em cũng xác định là đi học nghề. Rõ ràng, trung học phổ thông không phải là con đường duy nhất, bởi vẫn có những cánh cửa khác đang mở ra cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Hiện thị trường đang thiếu hụt một số lượng lớn lao động có tay nghề. Do đó, việc lựa chọn học nghề từ sớm sẽ không chỉ giảm bớt áp lực thi cử mà còn đảm bảo cơ hội việc làm cho học sinh sau khi ra trường. Tuần tới, người dân sẽ bắt đầu được cấp hộ chiếu vaccine COVID-19 với thông tin tương ứng số mũi tiêm đã nhập lên hệ thống tiêm chủng. Hộ chiếu vaccine được cập nhật trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử và PC COVID. Hiện đã có 1.000 người được cấp hộ chiếu vaccine. Dự kiến đầu tuần tới, Bộ Y tế sẽ tổ chức hội nghị triển khai cấp hộ chiếu vaccine cho 63 trên 63 tỉnh thành và sẽ bắt đầu chính thức cấp hộ chiếu vaccine rộng rãi ngay sau đó. Đến ngày 17 tháng 3, có 17 quốc gia chấp nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Theo báo cáo chỉ số phát triển con người của Việt Nam giai đoạn 2016-2020, mỗi năm tuổi thọ trung bình tỉnh từ lúc sinh của người dân Việt Nam tăng 0,1 năm, từ 73,4 năm 2016 tăng lên 73,7 năm 2020. Tuổi thọ trung bình của nữ và nam đều tăng, nhưng tuổi thọ của nữ vẫn cao hơn nam 5 năm rưỡi. Tuổi thọ cao nhất của nước ta là khu vực Đông Nam Bộ với tuổi thọ trung bình là 76,2 tuổi, đồng bằng sông Cửu Long 74,9 tuổi, đồng bằng sông Hồng 74,8 tuổi, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung 73,2 tuổi, Trung Du và miền núi phía Bắc 71,4 tuổi và thấp nhất là Tây Nguyên với tuổi thọ trung bình là 71 tuổi. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.